Đây là bữa ăn sáng cho tròn nhỏ nha cả nhà. Nhiều bà con hỏi là khi cho tròn ăn đó, thì chúng ta cho nó ăn vào bữa nào cho ăn cá, bữa nào cho ăn chuối. Thì thực ra là như đấy Tấn không có cố định là bữa nào cho ăn cá, bữa nào cho ăn chuối. Chủ yếu là khi mà bữa nào có cá thì Tấn sẽ cho ăn cá. Còn nếu mà cá mà không được tươi ấy, thì Tuấn cho ăn chuối đối với tròn nhỏ nha. Thế còn nếu trường hợp mà sẵn cá đấy thì có thể là cho ăn cả hai bữa là cá cũng được, chứ không nhất thiết là phải chọn bữa nào. À, đây bà con thấy nó ăn cá nó rất là thích luôn. Đó. Đây là những em mới được 3 tháng tuổi nha cả nhà. Mặt mũi rất là khôi ngô đúng không? Rồi. Nói chung là tầm 3 tháng á, đây nên là Tuấn tách riêng này rồi để cho các em coi như là ăn đúng cái khẩu phần của mình. Bởi vì nếu nhốt chung á thì nói chung nó cũng sẽ tranh nhau ăn, nhưng mà con nào mà ăn có những em mà nó tham ăn quá đó, nó tranh ăn của những em mà ăn chậm. Cho nên là Tuấn tách riêng ra đó, mỗi em một năm như này. Nói chung là cũng tùy theo cái sức ăn của từng em một. Em nào mà ăn được nhiều, ăn khỏe thì Tuấn cho thêm. Cho ăn cá như này thì mấy bé khoái lắm. Mấy em này thì 3 tháng này. Mấy em này thì Tuấn đều tách ra mỗi em một ngăn. Nói chung là chung á, nhốt chung á thì nó sẽ háo ăn hơn, tranh nhau ăn. Tuy nhiên thì trong một đàn như vậy á, có những em thì ăn hơi chậm, có em thì háo ăn nhanh, cho nên là nhiều khi nhốt chung mà chúng ta bỏ khẩu phần ăn vào như vậy thì những em mà ăn nhanh thì sẽ ăn được nhiều, em ăn chậm thì được ăn ít, thì nó sẽ không có đều. Cho nên là Tuấn quyết định tách ra mỗi em một ngăn thế này. Tất nhiên là những cái chuồng mà nhốt những em nhỏ đó thì kích cỡ chuồng Tuấn làm không có rộng, chiều ngang chỉ có 40 thôi, chiều sâu cho 50 đó, cao lên là 50 đó. Thì như vậy thì nó cũng tiết kiệm được cái diện tích chuồng. Chuồng nhỏ thì cũng không cần phải chuồng rộng quá. Ở đây nói chung là Tuấn mua chủ yếu được cá rô phi. Cá rô phi thì nó rẻ hơn. Còn cá chê thì nói chung là giá nó cũng hơi cao, cho nên là cũng có cho ăn nhưng mà lâu lâu mới mua cho ăn thôi. Còn đa số là mua cá rô phi. Đó. Cá rô phi thì cứ bằng 3-4 đầu ngón tay, sắt khúc nhỏ như này, mấy em nó ăn cũng dễ. Bây giờ tròn baby nhà Tuấn thì cũng nhiều. Nếu mà bà con nào có nhu cầu mua tròn nhỏ đó thì cứ liên hệ cho Tuấn nha. Cái số điện thoại đang hiển thị trên màn hình đó, bà con có thể là liên hệ trực tiếp hoặc là kết bạn qua Zalo. Trong quá trình nuôi con tròn hương, những bà con mới chưa có kinh nghiệm nhiều đó thì Tuấn sẽ đồng hành với bà con trong suốt quá trình nuôi, đồng hành về kỹ thuật này đó, rồi cách chăm sóc tròn, rồi cách phòng ngừa bệnh đó. Rồi khi ví dụ như là nó có gặp vấn đề gì
thì Tuấn sẽ hỗ trợ cho bà con, ví dụ như là chỗ nan yếu này đó, hay là các cái biểu hiện lên giống rồi chăm chồn nhỏ đấy, hoặc là nó có bị bệnh nhé, thì Tuấn sẽ tư vấn cho bà con. Ở đây nhà thì có bán thuốc về các dịch vụ về thú y, cho nên là khi đến với trang trại của Tuấn thì bà con yên tâm là chúng ta sẽ được hỗ trợ về kỹ thuật nuôi cũng như là đồng hành trong suốt quá trình bà con chăn nuôi. Đó. Đến khi nào mà bà con nắm được về kỹ thuật, bà con tự tin rồi thì cũng không cần đến Tuấn nữa. Và ngoài ra thì nhiều bà con cũng băn khoăn là sợ cái đầu ra nó khó đó, thì nói chung là khi mà bà con đến với Tuấn đó, thì chúng ta sẽ cùng hợp tác với nhau trên tinh thần cả hai bên đều có lợi. Tuấn sẽ hỗ trợ cho bà con về vấn đề đầu ra, hỗ trợ ở đây đã có nghĩa là khi có thể là bao tiêu cho bà con đó, khi bà con có tròn thì Tuấn sẽ bao tiêu đó. Hoặc là khi mà có khách ở cái vùng lân cận gần chỗ bà con đấy thì Tuấn sẽ cho số điện thoại của khách để trực tiếp liên hệ với bà con đó, như vậy thì chúng ta sẽ an tâm hơn. Về cái cá là trồn thương phẩm nữa thì Tuấn cũng có cái nguồn ra ổn định nhé, cho nên là khi mà bà con có trồn thịt đấy, trồn thương phẩm đấy, thì nói chung là Tuấn cũng sẽ hỗ trợ cho bà con. Những bà con nào mà mua giống từ trại của Tuấn đấy, thì cái đó Tuấn cũng sẽ hỗ trợ khi mà bà con có nhu cầu về vấn đề về hỗ trợ đầu ra. Nói chung là những cái đầu ra thì bà con cứ yên tâm. Nói chung là bà con nào mua giống của Tuấn ấy, thì Tuấn sẽ hỗ trợ tối đa cho cái những cái công việc đó. Và cái quan trọng là khi mà chúng ta lựa chọn những con giống tốt ấy, thì vấn đề về kỹ thuật chăm sóc là rất là quan trọng. Nói chung là đấy mới là những cái tiêu chí để mà quyết định cái sự thành công khi mà chúng ta khởi nghiệp nuôi cục trồn hương. Thì ở một cái công việc nào cũng vậy thôi, khi chúng ta bước sang một cái lĩnh vực mới thì nó là hoàn toàn mới mẻ đó, cho nên là cái quan trọng đây là chúng ta phải có người đồng hành thì lúc đó chúng ta nuôi sẽ thành công. Thì cái video này xin được kết thúc ở đây nha, hẹn gặp lại bà con ở các cái video sau. Và bà con có những cái vấn đề gì cần tư vấn về kỹ thuật nuôi rồi chọn giống này, hay là về kỹ thuật làm chuồng trại đấy, thì bà con cứ liên hệ trực tiếp qua điện thoại hoặc là Zalo nhé.